đây. À dạ không, em bảo các anh là chở hàng cho chim ăn thì đi chậm chậm thôi, không hỏng hết bưởi đó. Biết không mắt tao à? Dạ dạ. Đập chết mày em mày bây giờ. Đây là giờ mày ngủ hả? Hả? Hôm qua em... Gọi điện cho chúng nó, xem bây giờ chúng nó tới. Dạ, dạ. Không thấy tụi nó nghe máy đại ca. Mấy thằng này chán sống rồi. Ơ, tụi nó gì đại ca? Đại ca. Đại ca. Chúng mày làm cái gì mà bây giờ mới tới hả? Ủa? Bọn em đi giao hàng mà. Hàng gì? Hàng nào? Hả? Đại ca kêu tụi em đi giao thức ăn cho chim rồi còn gì. Anh vui mất. Thế nào? Chim ăn ngon không? Hả? Đại ca, chim mà gặp thức ăn nhà mình hả? Phải gọi là... Tốt rồi. Rất tốt, rất tốt. Nhưng hôm nay là một ngày rất là đẹp trời. Và công việc lại hanh thông. Anh cho các chú xỏa gãy cánh luôn. Thiệt hả đại ca? Thiệt hả đại ca? Tao lừa chúng mày hả? Đi. Yeah. Đi đi đi, đi. Mà nhanh vậy, em bái phục thiệt đó. Chào mấy anh, chào mấy anh. Mọi chuyện giải quyết xong hết rồi mấy anh em. Nè, tụi mày có biết đang ở địa bàn của ai không mà đòi về hả? Trả tiền chưa mà về? Ui anh ơi, có gì anh em trong nhà bình tĩnh nha, mình ra quán nước nói chuyện tí nha. Người một nhà không đi đâu hết, trả tiền xong rồi đi. Anh ơi, anh em không hả? Anh làm gì mà gắt với em vậy? Nè, anh cho chú hai phương án lựa chọn nha. Một là trả tiền anh, hai cho anh xin tí quyết. Mưa rơi ướt áo ướt quần, làm sao ướt được tinh thần dân chơi. Đã là dân chơi thì không sợ mưa rơi, vì đã có app Vay Vay đây rồi. App Vay 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 ngay tại chỗ, giải ngân mua sắm tiêu dùng lên đến 10 triệu đồng trong vòng 5 phút, không cần phải đi đâu hết. Có tiền rồi kìa. Bạn đang cần tiền gấp mà chưa nhận được lương. Bạn đang cần tiền để chi tiêu hàng ngày, thanh toán tiền nhà, mua quà, tụ tập bạn bè. Chỉ cần bạn lớn hơn 18 tuổi là công dân Việt Nam và có tài khoản ngân hàng. App Vay Vay, vay ngay lập tức. Cần tiền tải liền Vay Vay, ứng dụng vay tiền nhanh nhất Việt Nam.